kính chào quý vị đến với bản tin ngày 2 tháng 9 hôm nay. Mời quý vị theo dõi một số tin đáng chú ý như sau. Đảng tự do công bố cương lĩnh bầu cử trị giá hàng ngàn tỷ đô la cho kế hoạch phục hồi sau đại dịch. Ontario công bố kế hoạch hộ chiếu phát sinh COVID-19 không áp dụng cho các điểm bán lẻ. Hộ chiếu vaccine tại Quebec bắt đầu có hiệu lực, hạn chế phần lớn cuộc sống sinh hoạt của những người chưa tiêm chủng các tỉnh phía Tây làm gia tăng làn sóng COVID-19 lần thứ tư ở Canada khi các bác sĩ cảnh báo số ca nhiễm ngoài tầm kiểm soát. Bộ Y tế Canada khuyến cáo tránh sử dụng thuốc chống ký sinh trùng Ivermectin để điều trị COVID-19. WHO đang theo dõi EMU, một biến thể COVID-19 mới được quan tâm, kêu gọi ngưng tiêm mũi vaccine thứ ba. EU sẽ không vội vàng công nhận Taliban các nhà máy toàn cầu bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn nguồn cung liên quan tới đại dịch. Một triệu người không có điện khi ai đã để lại dấu vết hủy diệt. Việt Nam nhận thêm 2,3 triệu liều vaccine gồm AstraZeneca và Pfizer. Tuấn Liêm và Hoàng Anh xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đến đây để theo dõi bản tin Canada của Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị nhớ bấm like, comment và share để giới thiệu cho nhiều người cùng xem. Quý vị nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video mới. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây, Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Đảng Tự do đã công bố cương lĩnh bầu cử trị giá hàng tỷ đô la cho kế hoạch phục hồi sau đại dịch. Và Thủ tướng Trudeau nói rằng ông Erin không thể cung cấp khả năng lãnh đạo mà chúng ta cần. Đảng Tự do đã công bố cương lĩnh bầu cử vào hôm thứ Tư. Đây là một tài liệu đầy tham vọng cho thấy nhiều khoản chi tiêu mới trị giá hàng tỷ đô la để giải quyết không chỉ những vấn đề chính sách lâu đời, mà còn những vấn đề mới đã xuất hiện trong 19 tháng qua của cuộc khủng hoảng đại dịch. Cương lĩnh dài 53 trang đã đề xuất 78 tỷ đô la dành cho chi tiêu mới, về cơ bản thì kế hoạch này khác so với kế hoạch của đảng bảo thủ đã đưa ra trước đó ở việc đề xuất đầu tư nhiều hơn vào các ưu tiên của đảng tự do như là nỗ lực chống biến đổi khí hậu hòa giải với cộng đồng người bản địa cùng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đồng thời hứa hẹn những hạn chế chặt chẽ hơn đối với vũ khí súng và nguồn ngân quỹ dành cho các tỉnh thực hiện quy định cấm súng ngắn Đảng Tự do cũng hứa hẹn sẽ khôi phục việc làm về mức trước đại dịch và vượt xa cam kết trước đó là tạo ra một triệu việc làm bằng cách gia hạn chương trình tuyển dụng phục hồi Canada mà hỗ trợ các doanh nghiệp thuê nhân công mới cho đến tháng 3 năm 2022. Đảng này cũng cáo buộc đảng bảo thủ phản đối việc hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp. Chỉ còn 19 ngày cho các chiến dịch tranh cử, đảng tự do đang cho rằng đảng bảo thủ gây ra rủi ro cho đất nước bởi vì đảng bảo thủ sẽ không bắt buộc các nhân viên dịch vụ công và công chúng đi du lịch phải tiêm phòng vaccine COVID-19, đồng thời còn có kế hoạch ngừng thực hiện chương trình chăm sóc trẻ em quốc gia, một chương trình mà đảng tự do sẽ duy trì nhằm giúp giảm đáng kể chi phí cho các bậc cha mẹ. Một chính phủ do đảng bảo thủ lãnh đạo sẽ phá hoại hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng toàn dân của Canada bằng cách thúc đẩy dịch vụ chăm sóc hai tầng, đảng tự do tuyên bố. Cương lĩnh của đảng tự do cũng cho biết một chính phủ tự do được bầu lại sẽ bơm hàng tỷ đô la vào hệ thống y tế, giúp giải quyết các ca phẫu thuật còn tồn động do sự quá tải y tế khi đại dịch, đồng thời tuyển dụng thêm 7.500 bác sĩ, y tá và y tá hành nghề nâng cao cấp thạc sĩ, nurse practitioners. Ông Trudeau chỉ trích kế hoạch của đảng bảo thủ nhằm hủy bỏ lệnh cấm của đảng tự do đối với các vũ khí được cho là vũ khí kiểu tấn công. Đảng Tự do thì đang đẩy mạnh hơn với những hạn chế mới, nhằm buộc chủ sở hữu vũ khí bị cấm phải bán lại súng cho chính phủ để tiêu hủy và nhận bồi thường, hoặc để nó vĩnh viễn không hoạt động với sự hỗ trợ chi phí của chính phủ. Đảng Tự do cũng sẽ dành 1 tỷ đô la tài trợ mới cho các tỉnh thực hiện lệnh cấm súng ngắn, điều mà những người ủng hộ kiểm soát súng đã yêu cầu từ lâu. Cương lĩnh của đảng này tiếp tục cáo buộc ông O'Toole đang được vận động hành lang về các quy định đối với các loại súng. Theo đó thì ông O'Toole sẽ cho phép phổ biến các loại súng kiểu tấn công ở Canada. Đảng Tự do cũng nói thêm rằng những người theo chủ nghĩa tự do tin rằng cần phải có hành động mạnh mẽ hơn nữa để loại bỏ tất cả các loại vũ khí có khả năng sát thương cao trên đường phố và trong cộng đồng. Đảng Bảo thủ đã nhanh chóng phản hồi lại tại một điểm dừng trong chiến dịch tranh cử của mình vào thứ tư, cáo buộc Thủ tướng Trudeau bóp méo cuộc tranh luận bằng cách liên tục gọi những khẩu súng là vũ khí tấn công. Để thanh toán chi phí cho một loạt các biện pháp mới và khắc phục mức thâm hụt đã tăng cao trong đại dịch, một chính phủ do ông Justin Trudeau lãnh đạo sẽ tăng thuế doanh nghiệp đối với các ngân hàng và công ty bảo hiểm lớn và tạo ra quy tắc thuế tối thiểu, mà trong đó những người có thu nhập cao nhất không thể không trả thuế do sử dụng quá mức các khoản khấu trừ và tín dụng để giảm thuế. Chính phủ Tự do cũng sẽ tăng đáng kể nguồn lực cho cơ quan thuế vụ Canada trong nỗ lực chống lại các kế hoạch thuế tiêu cực và né thuế của những người Canada giàu có nhất. Một khoản đầu tư mà Đảng Tự do cho biết sẽ tạo ra ít nhất 1,1 tỷ đô la doanh thu mới chỉ trong năm tài chính 2022 và 2023. Cương lĩnh đảng tự do cho biết thêm các cử tri quan tâm đến khí hậu nên cảnh giác với đảng bảo thủ vì họ sẽ đẩy lùi hành động khí hậu vào thời điểm mà các nhà khoa học Liên Hiệp Quốc đang cảnh báo cần phải có hành động khẩn cấp ngay bây giờ nhằm tránh những tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu. Dưới sự quản lý của đảng tự do, Canada sẽ thúc đẩy cắt giảm sâu hơn lượng khí thải liên quan đến dầu khí, cấm sức khẩu than nhiệt, loại bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa thạch vào năm 2023 tức là sớm hơn 2 năm so với kế hoạch, và loại bỏ dần nguồn tài chính công mà hỗ trợ cho các lĩnh vực sử dụng nhiên liệu hóa thạch, bao gồm cả các tập đoàn Crown của chính phủ. Để đối phó với tình trạng mất việc làm dự kiến trong lĩnh vực dầu khí, một chính phủ tự do tái đắc cử sẽ thành lập một quỹ tương lai trị giá 2 tỷ đô la, giúp các cộng đồng này ứng phó với quá trình chuyển đổi sang một tương lai net zero, nghĩa là tương lai có mức xả thải khí CO2 bằng 0 và hỗ trợ người lao động trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch. Là một phần của nỗ lực loại bỏ dần xe hơi chạy bằng khí đốt, đảng tự do sẽ phân bổ thêm 1,5 tỷ đô la cho chương trình giảm giá IZEV, cung cấp 5.000 đô la cho những người Canada mà muốn mua xe điện. Chương trình sẽ được mở rộng ra với nhiều loại phương tiện hơn, bao gồm cả xe đã qua sử dụng, để giúp 500.000 người Canada có thể sử dụng xe không phát thải Bên cạnh đó, thì đảng Tự do sẽ hỗ trợ chi phí đầu tư cho dự án đường sắt tần số cao của Via Rail nhằm giúp chuyển đổi hành lang đường sắt tuyến Quebec City, Windsor và đưa nhiều xe ra khỏi các đường cao tốc trong khu vực. Ngoài chương trình chăm sóc trẻ em 10 đô la một ngày được công bố vào đầu năm nay, cương lĩnh của đảng Tự do cũng cho thấy một số hứa hẹn mới để thu hút các cử tri phụ nữ, những lá phiếu quan trọng của đảng này đảng tự do cũng hứa hẹn 5 ngày nghỉ phép có lương cho những nhân viên do liên bang quản lý, mà chẳng may bị xảy thai hoặc là sinh thai chết, và đồng thời cam kết một điều khoản mới trong bộ luật lao động buộc các nhà tuyển dụng liên bang cung cấp các loại băng vệ sinh miễn phí. Ngoài ra, một quỹ trị giá 25 triệu đô la sẽ cung cấp tiền liên bang đến các trại tạm trú dành cho phụ nữ. Các tổ chức phi lợi nhuận, các cơ quan từ thiện và các tổ chức cộng đồng giúp cung cấp các sản phẩm sử dụng trong kỳ kinh nguyệt dành cho những người phụ nữ dễ bị tổn thương. Để dễ dàng tiếp cận các dịch vụ sinh sản, chính phủ tự do được bào lại sẽ thiết lập quy định mới yêu cầu tất cả các tỉnh phải cung cấp dịch vụ phá thai cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi trên đất nước. Đảng tự do cũng sẽ xóa bỏ các hoạt động từ thiện của một số tổ chức chống phá thai, chẳng hạn như trung tâm hỗ trợ khó khăn khi mang thai, hoặc là các nơi cung cấp sự tư vấn không trung thực cho phụ nữ về quyền của họ, đảng tự do cho biết. Đối với lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật, một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19, chính phủ đảng tự do nếu được bầu lại sẽ hỗ trợ các kế hoạch bán vé cho chương trình nghệ thuật biểu diễn, các rạp hát trực tiếp và các địa điểm văn hóa khác, để bù đắp cho chi phí khi phải giảm hoạt động và kéo dài các khoản bảo hiểm liên quan COVID cho các sản phẩm truyền thông để giảm bớt sự cạnh tranh với các đài truyền hình tư nhân, đảng tự do hứa hẹn sẽ đầu tư thêm 400 triệu đô la trong 4 năm vào đài truyền hình công. Nguồn quỹ này sẽ được sử dụng để tăng cường sản xuất tin tức quốc tế, khu vực hoặc là địa phương, và giúp các đài truyền hình ít phụ thuộc hơn vào quảng cáo của tư nhân, vì mục tiêu không còn tính thương mại trong các chương trình tin tức và sự kiện công cộng. Như đã thông báo trước đó, Đảng Tự Do cũng hứa hẹn sẽ đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và nhà ở. Những vấn đề mà đại dịch đã gây ra nếu như các cử tri đưa đảng Tự Do trở lại chính phủ vào ngày 20 tháng 9. Trọng tâm của chương trình nhà ở của đảng Tự Do là tài khoản tiết kiệm nhà đầu tiên. Đó là một chương trình sẽ kết hợp các tính năng của tài khoản tiết kiệm hưu trí RRSP và tài khoản tiết kiệm miễn thuế TFSA trong đó số tiền được thêm vào tài khoản sẽ được miễn thuế và có thể được rút ra mà không chịu bất kỳ khoản thuế nào đối với phần lãi suất phát sinh. O'Toole cam kết internet tốc độ cao cho tất cả mọi người và loại bỏ quỹ phát triển cơ sở hạ tầng của đảng tự do. Lãnh đạo của đảng bảo thủ Erin O'Toole hứa hẹn sẽ loại bỏ quỹ phát triển cơ sở hạ tầng của chính phủ tự do và bảo đảm mọi người Canada đều có internet tốc độ cao vào năm 2025 đạt được nhiều hơn sự tín nhiệm trong các dự án công cộng lớn là một cách mà ông cam kết sẽ phục hồi nền kinh tế Canada khỏi đại dịch COVID-19. Ông O'Toole chỉ trích chính phủ của đảng tự do đã trì khoản xử lý hàng tỷ đô la cho cái mà ông gọi là quỹ phát triển cơ sở hạ tầng Canada thất bại, được thành lập sau chiến thắng của Justin Trudeau vào năm 2015 nhằm thu hút nguồn vốn tư nhân vào các dự án công. Nhà lãnh đạo đảng bảo thủ tuyên bố sẽ ngay lập tức sử dụng số tiền hiện có vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời giúp các thành phố cũng như First Nation tiếp cận tốt hơn với nguồn tài trợ cơ sở hạ tầng liên bang bằng cách cắt giảm các thủ tục hành tránh rườm rà. O'Toole cũng hứa hẹn rằng chính phủ của đảng bảo thủ sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cần thiết để cung cấp Internet tốc độ cao cho tất cả người dân Canada trong vòng 4 năm. O'Toole lặp lại lời hứa sẽ kiềm chế chi tiêu liên bang để cân bằng mà không cắt giảm ngân sách trong vòng một thập kỷ. Thông qua việc đạt được mục tiêu của đảng ông là tăng trưởng nền kinh tế thêm 3% mỗi năm. Tổng sản lượng quốc nội hàng năm chỉ tăng vọt theo tỷ lệ đó một lần vào năm 2011. Tỉnh Ontario công bố kế hoạch hộ chiếu vaccine COVID-19 không áp dụng cho các điểm bán lẻ. Những gì chúng ta cần biết vào thứ Tư, tỉnh Ontario đưa ra tuyên bố rằng người dân Ontario sẽ sớm phải xuất trình bằng chứng rằng họ đã được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ để dùng bữa bên trong tại các nhà hàng hay khi đi đến các phòng tập thể dục hoặc rạp hát. Nhưng quy định này không áp dụng cho các địa điểm bán lẻ. Hệ thống này chính phủ Ontario gọi là chứng chỉ vaccine COVID-19 nâng cao sẽ có hiệu lực vào ngày 22 tháng 9 Thủ hiến Doug Ford cho biết hệ thống mới là kết quả có được từ các cuộc thảo luận chuyên sâu với các chuyên gia dựa trên bằng chứng và lời khuyên tốt nhất. Thủ hiến Ford nói rằng, chúng ta cần bảo vệ các bệnh viện của mình, chúng ta cần phải tránh khóa cửa bằng mọi giá. Chúng ta muốn con cái của chúng ta đến trường học và các cơ sở kinh doanh luôn mở cửa. Trong giai đoạn đầu, người dân Ontario đã được tiêm chủng đầy đủ, sẽ cần biên lai like tiêm chủng hiện tại của họ với một giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ để vào các cơ sở được quy định theo hệ thống mới. Theo đó thì biên lai like có thể được in ra hoặc tải xuống dưới dạng PDF trong điện thoại thông minh. Tiêm chủng đầy đủ ở đây có nghĩa là đã tiêm 2 liều và trước đó ít nhất 14 ngày để vaccine có hiệu lực. Bị nhiễm COVID-19 gần đây hay xét nghiệm âm tính đều không được dùng để thay thế cho hai mũi vaccine. Hệ thống chứng chỉ nâng cao này chỉ là tạm thời, dù rằng sự tồn tại của hệ thống này kéo dài trong bao lâu sẽ phụ thuộc vào cách mà làn sóng thứ tư của đại dịch bùng phát trong những tháng tới. Từ ngày 22 tháng 10, hệ thống chứng chỉ giấy sẽ chuyển sang chứng nhận có mã QR chứa nhiều thông tin giống như trên các biên lai like tiêm chủng hiện nay. Sự thay đổi này sẽ đi kèm với việc phát hành một ứng dụng xác minh dùng để xác thực mã QR và cung cấp tình trạng tiêm chủng của một cá nhân. Mục đích của ứng dụng là để giảm bớt quy trình xác minh xem khách hàng đã được tiêm phòng hay chưa tại các cơ sở kinh doanh. Ngoài ra thì các chứng chỉ nâng cao có mã QR có thể được sử dụng ở các tỉnh khác có hệ thống hậu chiếu vaccine và sẽ được tích hợp với hộ chiếu liên bang để đi du lịch quốc tế. Những nơi nào sẽ cần bằng chứng tiêm chủng hệ thống chứng nhận vaccine sẽ được sử dụng trong các không gian trong nhà nơi có nguy cơ cao hơn và không thể đeo khẩu trang mọi lúc cụ thể là trong nhà hàng và quán bar không bao gồm sân ngoài trời giao hàng và mang đi câu lạc bộ đêm bao gồm cả khu vực ngoài trời không gian hội họp và sự kiện như phòng tiệc trung tâm hội nghị các cơ sở thể dục thể thao và phòng tập thể dục ngoại trừ các môn thể thao giải trí dành cho thanh thiếu niên các sự kiện thể thao, sông bạc, phòng chơi lô tô và các cơ sở kinh doanh trò chơi, các buổi hòa nhạc, lễ hội âm nhạc, nhà hát và rạp chiếu phim, câu lạc bộ thoát y, nhà tắm và câu lạc bộ tình dục, và các địa điểm đua xe. Hệ thống này không áp dụng cho nhân viên ở những địa điểm này. Các địa điểm bán lẻ thiết yếu như cửa hàng tạp hóa, những nơi thờ tự, tiệm làm tóc và các cơ sở kinh doanh chăm sóc cá nhân khác sẽ được miễn trừ xuất trình chứng nhận tiêm chủng. Hôm thứ Tư, thì Bộ trưởng Bộ Y tế Christine Elliott cũng nhấn mạnh rằng mọi người sẽ không bao giờ bị từ chối chăm sóc y tế hoặc mua thực phẩm từ các cửa hàng tạp hóa, bất kể tình trạng vaccine. Hệ thống chứng chỉ vaccine cũng miễn trừ cho trẻ em không đủ điều kiện tiêm vaccine, tức là những trẻ em sinh sau năm 2010 ở Ontario. Các quan chức cho biết ứng dụng xác minh sẽ được cung cấp cho tất cả các doanh nghiệp, cho phép các nhà bán lẻ không thiết yếu, không nằm trong các danh sách yêu cầu được liệt kê ở trên, có thể tự thực hiện các chính sách tiêm chủng của riêng họ cho khách hàng. Các biện pháp thực thi của hệ thống chính chỉ vaccine sẽ nằm trong đạo luật mở cửa trở lại của tỉnh Ontario. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và cá nhân từ chối tuân thủ có thể bị phạt. Hiện vẫn còn một số yếu tố quan trọng của kế hoạch này đang được phát triển và dự kiến sẽ có hướng dẫn cụ thể hơn trong những ngày và tuần tới các nhà phê bình cho rằng biên lai dễ bị giả mạo và các nhà chức trách tại cuộc họp ngầm thừa nhận điều này họ cũng nói rằng mã qr sẽ an toàn hơn áp lực đã đè lên thủ hiến ford và chính phủ của ông từ vô số bác sĩ chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và các nhóm kinh doanh để thiết lập một hệ thống như vậy khi tỉnh điều hướng làn sóng thứ tư của đại dịch hộ chiếu phát sinh tại Quebec bắt đầu có hiệu lực và hạn chế phần lớn các sinh hoạt của những người chưa tiêm chủng. Bắt đầu từ hôm thứ Tư, bằng chứng về việc tiêm chủng sẽ trở thành nhu cầu thiết yếu hàng ngày ở Quebec khi ra khỏi nhà. Ở Quebec, danh sách các hoạt động không thiết yếu bị cấm. Đối với những người chưa tiêm vaccine COVID-19 rất rộng, như là nhà hàng, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, thể thao đồng đội và hồ bơi trong nhà. Những hoạt động này hiện đã bị cấm đối với những người không được tiêm chủng đầy đủ hai liều hoặc được cấp miễn trừ vì lý do y tế. Nhiều chuyên gia y tế công cộng đã hoan nghênh hộ chiếu như là một công cụ hữu ích để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, đặc biệt là ở những nơi tập trung đông người và khuyến khích mọi người đi tiêm phòng khi Quebec và phần còn lại của đất nước bước vào đợt đại dịch thứ tư. Harry Bowman, giáo sư của trường đại học Toronto, người giảng dạy về đạo đức, sinh học và sức khỏe toàn cầu, cho biết cách tiếp cận của Quebec có thể là một mô hình cho đất nước và đại diện cho một dạng chính sách y tế công cộng chưa từng có. Nhưng ông lo ngại rằng một hệ thống như ở Quebec có nguy cơ đẩy những người chưa được tiêm chủng ra rìa của xã hội và làm tăng thêm căng thẳng. Các quốc gia và khu vực pháp lý trên thế giới bao gồm Liên minh châu Âu, Israel, các thành phố của Hoa Kỳ như là New York và San Francisco đã bắt đầu triển khai thông tin đăng ký tiêm chủng ở các mức độ khác nhau, cho dù là du lịch hay là cuộc sống hàng ngày. Trong khi các biện pháp hạn chế bổ sung sẽ vẫn được áp dụng ở Quebec sau ngày 1 tháng 9, Giám đốc Sở Y tế và Dịch vụ Xã hội Christian Dubé đã đóng khung hệ thống này như là giấy thông hành tự do và là một cách đi vòng nhằm tránh tình trạng đóng cửa trở lại. Ông Dubé đã cảnh báo trong nhiều tháng rằng một hệ thống như vậy có thể có hiệu lực vào mùa thu nếu các ca nhiễm COVID-19 tăng cao. Chính quyền của tỉnh đã chỉ ra rằng tỷ lệ tiêm chủng cao của Quebec là bằng chứng cho thấy phần lớn người dân đang sử dụng hệ thống hộ chiếu vaccine này. Trên khắp Quebec, 86% cư dân trên 12 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và 79% đã nhận được cả hai liều và phần lớn những người đó đã tải xuống mã QR do chính phủ cấp. Mã này cung cấp cho người dân bằng chứng về tình trạng tiêm chủng của mình. Các tỉnh phía Tây làm gia tăng làn sóng COVID-19 lần thứ tư ở Canada khi các bác sĩ cảnh báo số ca nhiễm ngoài tầm kiểm soát. Các tỉnh phía Tây của Canada đang làm tăng sự lây lan của làn sóng đại dịch thứ tư và các bác sĩ cảnh báo rằng các biện pháp y tế công cộng lỏng lẻo và chậm trễ làm tăng các ca nhiễm một cách nghiêm trọng vốn đã gây ra áp lực tại các bệnh viện và ảnh hưởng đến việc chăm sóc bệnh nhân tại british columbia alberta và saskatchewan là nơi có tỷ lệ nhiễm cao trên mức trung bình của cả nước và vượt xa các tỉnh phía đông bao gồm cả ontario là nơi có dân số lớn hơn cả ba tỉnh cực tây này cộng lại theo dữ liệu của liên bang Tỷ lệ các ca nhiễm trong 7 ngày qua của PC là 93 trên 100.000 người vào ngày 30 tháng 8, của Alberta là 159 và của Saskatchewan là 135, không có tỉnh nào ở phía đông đạt hơn 43. Về tỷ lệ gia tăng thô của số ca bệnh, nghĩa là số liệu chưa được qua xử lý. Alberta là nơi có số ca nhiễm mới nhiều nhất trong cả nước hiện nay với hơn 7.000 ca được báo cáo trong một tuần. Alberta hiện đang trong giai đoạn đầu của quá trình trì hoãn các ca phẫu thuật không khẩn cấp và luân chuyển bệnh nhân nhằm tăng cường khả năng vận hành cho các cơ sở y tế, nhưng vẫn chưa khôi phục được các biện pháp y tế công cộng quan trọng hoặc là yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc để hạn chế sự gia tăng ca bệnh do biến thể Delta hiện đang lây lan nhanh ở nhiều nơi trên cả nước. Elan Schwartz, bác sĩ lâm sàng và là nhà nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Alberta ở Edmonton cho biết, mọi thứ đang diễn ra rất tồi tệ và chúng sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tình hình ở Alberta ngày càng trở nên căng thẳng khi tỷ lệ tiêm chủng tăng nhưng không thể ngăn chặn sự gia tăng đột biến của các ca nhiễm nghiêm trọng của biến thể Delta và những ca này hiện đang gây áp lực lên các bệnh viện của tỉnh. Hiện có hơn 400 người đang được điều trị tại bệnh viện vì các bệnh liên quan tới COVID-19, trong đó có 98 người trên giường chăm sóc đặc biệt. Dữ liệu của tỉnh cho thấy 96 trường hợp bệnh nặng ở ICU là những người không được tiêm chủng đầy đủ. Vào ngày Chủ nhật, Dịch vụ Y tế Alberta đã chuyển 6 bệnh nhân từ một bệnh viện ở Grande Prairie đến các cơ sở lân cận do sự gia tăng các ca bệnh COVID-19 cần được chăm sóc cấp tính bác sĩ Alexander Wong, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm có trụ sở tại Virginia, cho biết tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Saskatchewan, nơi mà các biện pháp y tế công cộng vẫn được dỡ bỏ. Trong khi các ca bệnh đang tăng đột biến, với hơn 110 người hiện đang nhập viện vì COVID-19 trên toàn tỉnh. Bác sĩ Wong cho biết cần phải có sự kết hợp của nhiều biện pháp để đẩy lùi làn sóng do biến thể Delta gây ra, bao gồm tăng tỷ lệ tiêm chủng, đeo khẩu trang, tránh xa các cuộc tụ tập đông người. Các bác sĩ ở Saskatchewan kêu gọi quay trở lại các biện pháp y tế công cộng và tạo ra hộ chiếu phát sinh để triển khai tại các cơ sở kinh doanh, nhưng cho đến nay, tỉnh này vẫn đang đình trệ. Trong khi đó, thì ở tỉnh PC, nơi có nhiều ca nhiễm COVID-19 được báo cáo hơn ở Ontario hoặc là Quebec, các nhà chức trách đang thực hiện các bước quan trọng đối với việc hạn chế chặt chẽ hơn. Tỉnh đang yêu cầu đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và tại các sự kiện, và đồng thời thực hiện một chương trình hậu chiếu vaccine nghiêm ngặt. Bộ Y tế Canada khuyến cáo thuốc Ivermectin không thể dùng để điều trị COVID-19. Ivermectin là một loại thuốc chống ký sinh trùng, từng đoạt giải Nobel, đã cải thiện sức khỏe của hàng triệu người và giúp xóa bỏ các căn bệnh như bệnh mồ sông river blindness, bệnh Robles, hay còn gọi là bệnh mù do dung chỉ Oncocircle gây ra ở nhiều quốc gia. Hiện nay, Canada đang thiếu loại thuốc này vì khi nhu cầu toàn cầu tăng cao do những tuyên bố chưa được chứng minh rằng thuốc này có thể dùng để điều trị COVID-19. Sự thiếu hụt đó có thể khiến cho những người cần tới loại thuốc này trong việc điều trị các bệnh khác gặp phải nhiều rủi ro, bao gồm những người dễ bị nhiễm các loại ký sinh trùng do bị nhiễm virus COVID-19 hay là suy giảm hệ miễn dịch số lượng thuốc này đã bị hạn chế tại Canada kể từ tháng chiên do nhu cầu toàn cầu và sự thiếu hụt dự kiến sẽ tiếp tục cho đến cuối năm nay. Hôm thứ Ba, Bộ Y tế Canada đã đưa ra một khuyến cáo yêu cầu mọi người không dùng thuốc Ivermectin để điều trị COVID-19 sau khi có báo cáo rằng một số người đang sử dụng loại thuốc này trong công thức dùng để điều trị cho gia súc. Các chuyên gia cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Ivermectin trong công thức dùng cho người hoặc là thú y là an toàn hoặc là hiệu quả khi sử dụng cho việc điều trị COVID. Tiêm chủng COVID-19 cần tăng tốc và đạt trên 85% để tránh tình trạng đóng cửa trở lại. Mô hình dự báo đại dịch mới đã được công bố hôm thứ Tư bởi Cơ quan Cố vấn Khoa học về COVID-19 của Ontario. Theo đó, tỷ lệ tiêm vaccine cần phải tăng trên 85% dân số đủ điều kiện tiêm chủng để tránh tình trạng đóng cửa trở lại vào mùa thu này vì sự lây lan của biến thể Delta. Cơ quan này cho biết người dân Ontario cần phải giảm tỷ lệ tiếp xúc xuống khoảng 70% so với thời điểm trước đại dịch và kéo dài tình trạng này cho đến khi mức tiêm chủng đủ cao để bảo vệ toàn bộ cư dân của tỉnh. Để giảm tiếp xúc, cơ quan cố vấn khoa học về COVID-19 khuyến nghị những điểm sau đây. Giảm mật độ đông đúc trong các không gian kín, duy trì sự giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người. Tiếp tục đeo khẩu trang trong không gian kín và làm việc tại nhà. Thực hiện các chính sách thúc đẩy quá trình tiêm chủng, ví dụ như chính sách về giấy chứng nhận tiêm chủng, yêu cầu tiêm chủng bắt buộc, hoạt động tiếp cận cộng đồng để thực hiện tiêm chủng. Cơ quan này cũng đã xác nhận rằng Ontario đang trong đợt thứ tư của đại dịch COVID-19 và mô hình dự đoán mà cơ quan này đưa ra cho thấy Ontario sẽ trải qua một đợt đại dịch thứ tư rất đáng kể. Tính đến tối ngày 2 tháng 9, Canada báo cáo thêm 3.852 ca COVID-19 mới và 30 ca tử vong. Tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.503.035 có 2.871 ca phục hồi được ghi nhận trong ngày. Hiện Canada có 31.997 ca còn bệnh, tổng số ca tử vong là 26.962. Canada đã tiêm hơn 53.4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho đến nay với trên 27.9 triệu, tức là 73 73,3% người dân đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và 25.4 triệu người, tức là 66,8% đã tiêm đầy đủ hai liều. Nói một cách khác, 84,2% người dân đủ điều kiện trên 12 tuổi đã tiêm một liều vaccine, trong khi 76,7% đã tiêm cả hai liều. Tỉnh PC báo cáo thêm 785 ca bệnh mới và 2 ca tử vong vào cuối ngày thứ tư. Tỉnh Alberta thì báo cáo có 1.315 ca bệnh mới và thêm 8 ca tử vong. Tỉnh Ontario báo cáo 656 ca nhiễm mới và 13 ca tử vong, với 8 ca trong số này xảy ra cách đây hơn một tuần, Tỉnh hiện còn 5.861 ca còn bệnh trên toàn tỉnh. Tỉnh Quebec thì báo cáo 690 ca bệnh mới. Tổng số ca nhiễm từ khi bắt đầu đại dịch đến nay là 389.914 người, với trên 373.000 người đã khỏi bệnh. Tỉnh cũng có thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số đó lên 11.288 người kể từ tháng 3 năm 2020. Tỉnh có 4.729 ca còn bệnh. Tỉnh Saskatchewan có 321 ca bệnh mới. Tỉnh Manitoba báo cáo 57 ca nhiễm mới. Tuy nhiên, tổng số ca trên trang tổng quan trực tuyến của tỉnh chỉ tăng 49 ca, không có lời giải thích nào được đưa ra. Khu vực Đại Tây Dương, Newfoundland thì có 8 ca bệnh mới, Nova Scotia có 7 ca bệnh mới, New Brunswick có 11 ca. Vùng lãnh thổ Yukon có 2 ca bệnh mới và Northwest Territories có 14 ca bệnh mới. Tất cả các tỉnh khác và vùng lãnh thổ không có báo cáo ca bệnh mới. Liệu người dân Canada có thấy giá xăng rẻ hơn vào mùa thu này không? Đây là những gì các nhà phân tích nói. Trong suốt mùa hè, giá xăng tăng mạnh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng với biến thể Delta. Canada đang ở trong làn sóng thứ tư của đại dịch và chứng kiến giá xăng tăng do nhu cầu không chắc chắn khi sự bùng phát trở lại của virus đe dọa các nền kinh tế mở cửa trở lại hoàn toàn. Giá xăng đã đạt 1,74 đô la mỗi một lít ở Vancouver vào tháng 7, nhưng với giá xăng trung bình của Canada vào khoảng 1,40 đô la mỗi lít vào thứ tư, một nhà phân tích xăng dầu cho rằng người dân Canada có thể cảm thấy giá xăng giảm nhẹ vào mùa thu. Ông Patrick Dehan, trưởng bộ phận phân tích xăng dầu tại gasbuddy.com cho biết, với việc các nhà sản xuất dầu chuyển sang sử dụng hỗn hợp nhiên liệu mùa đông rẻ hơn kể từ ngày 16 tháng 9, người dân Canada có thể thấy giá giảm xuống dưới 1,35 đô la mỗi một lít hoặc thấp nhất là ở mức trung bình là 1,25 đô la vào tháng 10 và tháng 11. Theo GasBuddy.com, vào thứ Tư thì giá xăng đắt nhất là ở tỉnh BC, trung bình khoảng 1,54 đô la mỗi một lít, trong khi rẻ nhất là ở Saskatchewan với giá dao động là khoảng 1,31 đô la mỗi một lít. Ông Dehan cũng nói thêm rằng, cần chú ý một thay đổi khác là cách mà đại dịch bùng phát ở Canada và các quốc gia tiêu thụ dầu lớn khác như Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ông nói, mặc dù Canada hợp tác tốt với Hoa Kỳ trong việc ứng phó đại dịch Covid-19, nhưng nếu Hoa Kỳ đi chệch hướng và nói rằng Hoa Kỳ đóng cửa và Canada thì không, điều đó sẽ tạo ra một sự chấn động rất lớn. Vì vậy, hãy theo dõi những gì xảy ra ở Trung Quốc. Ấn Độ cũng là một nước tiêu thụ dầu lớn khác cùng với Hoa Kỳ Tôi sẽ theo dõi những gì tổ chức xuất khẩu dầu OPEC làm, nhất là trong những trường hợp họ thay đổi chính sách của mình và tất nhiên là khi đó sẽ ảnh hưởng cả nền kinh tế toàn cầu. Ông Roger McKnight, trưởng nhóm phân tích dầu khí của Enpro International Inc. thì chia sẻ rằng, trong khi giá ở Canada theo sau giá cả ở Hoa Kỳ, thật khó để dự đoán mức giá có thể ở mức nào vào mùa thu này. Ông McKnight nói thêm rằng, Ông sẽ theo dõi cách thức hoạt động của các chính sách tiêm chủng bắt buộc trên khắp Canada. Nếu các chương trình tiêm vaccine bắt buộc có hiệu lực sẽ làm tăng nhu cầu, vì lúc đó người dân Canada sẽ nghĩ rằng mọi thứ đã được kiểm soát và họ có thể quay lại làm việc ngay. Ba vụ chó sói tấn công xảy ra cùng ngày khi công viên Stanley ở Vancouver bắt đầu đóng cửa các quan chức khu bảo tồn cho biết có ba cuộc tấn công do sói rừng gây ra đã được báo cáo tại công viên stanley của vancouver trong khoảng thời gian vài giờ hai vụ trong số đó có nạn nhân là trẻ em trong một thông báo được đăng vào chiều thứ tư cơ quan dịch vụ bảo tồn tỉnh bc cho biết một con sói đồng cỏ đã bị giết vì tấn công con người khi nó có dấu hiệu tìm kiếm thức ăn các nhà chức trách vẫn ở lại công viên và đang làm việc với các nhà sinh vật học đến từ Sở Rừng, Đất đai, Hoạt động Tài nguyên và Phát triển Nông thôn tỉnh để xác định các bước tiếp theo. Lần gần đây nhất trong một loạt vụ tấn công là vào cùng ngày khi các quan chức thông báo công viên sẽ đóng cửa từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng. Đầu mùa hè này, hội đồng công viên Vancouver đã quyết định đóng cửa công viên do nguy cơ cháy rừng bắt đầu lúc 10 giờ tối mỗi đêm hội đồng cho phép một cách hạn chế một số người, bao gồm các nhân viên tại các cơ sở kinh doanh bên trong công viên rộng 405 ha này. Giờ đóng cửa cập nhật của công viên đã được công bố hôm thứ Ba sau khi ba cuộc tấn công được ghi nhận trong 72 giờ. Do các cuộc tấn công mới nhất, hội đồng công viên Vancouver sẽ có một cuộc họp đặc biệt, sớm nhất là vào thứ Sáu để đối phó với những vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra trong công viên. Kia Naka đến từ Calgary cho biết, cô và cậu con trai 4 tuổi của mình là Jack đã đến thủy cung Vancouver nằm bên trong công viên. Cô ấy cho biết bản thân không biết về các cuộc tấn công gần đây và lưu ý rằng thiếu cảnh báo được dán trong công viên. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada để ủng hộ cho chương trình này, chúng tôi xin quý vị hãy bấm like và share để giới thiệu cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo là một số tin tức thế giới đáng chú ý. WHO đang theo dõi MU, một biến thể Covid-19 mới được quan tâm, kêu gọi ngừng tiêm chủng vaccine thứ ba. EU sẽ không vội vàng công nhận Taliban. Các nhà máy toàn cầu bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn nguồn cung cấp liên quan tới đại dịch một triệu người không có điện khi IDA để lại dấu vết hủy diệt. Việt Nam nhận thêm 2,3 triệu liều vaccine COVID-19 gồm AstraZeneca và Pfizer. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang theo dõi một biến thể coronavirus mới được phát hiện lần đầu tiên ở Colombia vào tháng Giêng, thêm biến thể thứ năm vào danh sách biến thể cần quan tâm chính thức. Biến thể đã được đặt tên theo chữ cái Hy Lạp là Mu và cũng có ký hiệu B1621. Các quan chức của WHO coi Mu là biến thể cần được quan tâm vào ngày 30 tháng 8 sau khi nó được phát hiện ở 39 quốc gia. Họ nói rằng biến thể có một chòm sao đột biến có thể làm cho nó dễ lây nhiễm hơn ngay cả với những người có khả năng miễn dịch. Dữ liệu sơ bộ cho thấy biến thể Mu có thể có khả năng vượt xa khả năng phòng vệ của một người được tiêm chủng, nhưng cần phải nghiên cứu thêm để xác nhận khả năng lây nhiễm. Biến thể Mew chiếm ít hơn 0,1% các ca nhiễm được ghi nhận trên toàn cầu, mặc dù các ca bệnh đang gia tăng đều đặn ở Colombia và Ecuador. Các quan chức cũng chỉ ra rằng dữ liệu giám sát không hoàn hảo và virus cũng đã được tìm thấy ở châu Âu và các nơi khác ở Nam Mỹ. Hiện có 5 biến thể cần được quan tâm trong danh sách theo dõi của Tổ chức Y tế Thế giới. Ngoài ra còn có 4 biến thể đáng lo ngại được coi là mối đe dọa lớn hơn là Alpha, Beta, Gamma và Delta. Biến thể Delta đã gây ra nhiều ca bệnh ở Bắc Mỹ. Delta là một biến thể được quan tâm cho đến khi nó được phân loại lại thành mối lo ngại vào tháng 5. Cùng ngày thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO một lần nữa yêu cầu các nhà lãnh đạo thế giới ngừng tiêm mũi tiêm tăng cường trong ít nhất một tháng nữa để tạo cơ hội cho các quốc gia nghèo hơn được tiêm chủng. Hơn 5 tỷ mũi vaccine COVID-19 đã được tiêm trên toàn cầu, với 75% trong số đó được tiêm ở 10 quốc gia. Một số nước thu nhập cao có tỷ lệ tiêm chủng cho người lớn là 50%, trong khi các nước thu nhập thấp, bao gồm nhiều nước ở châu Phi, vẫn có tỷ lệ tiêm chủng cho người lớn là dưới 2%. Cần một triệu liều vaccine tăng cường đã được tiêm ở Hoa Kỳ kể từ khi các quan chức y tế cho phép tiêm mũi vaccine Pfizer hoặc Moderna thứ ba cho những người có hệ miễn dịch suy yếu vào ngày 12 tháng 8. EU sẽ không vội vàng công nhận Taliban Một quan chức cao cấp của Liên minh châu Âu cho biết Liên minh châu Âu sẽ cần phải đối thoại với Taliban nhưng sẽ không vội vàng chính thức công nhận nhóm chiến binh Hồi giáo này là những người thống trị mới ở Afghanistan. Gunner weekend, giám đốc điều hành khu vực châu Á Thái Bình Dương của Ủy ban châu Âu cũng cho biết, ban điều hành EU có kế hoạch bảo đảm nguồn tài trợ 300 triệu euro trong cả năm nay và thời gian sắp tới để mở đường cho khoảng 30.000 người Afghanistan tái định cư. Mối quan hệ chính thức với Taliban sẽ chỉ có hiệu lực nếu nhóm này đáp ứng các điều kiện cụ thể, bao gồm tôn trọng nhân quyền và quyền tiếp cận không được kiểm soát cho các nhân viên cứu trợ. Vẫn chưa rõ hiệu Taliban có thể cai trị Afghanistan hiệu quả hay không, nhưng đối với EU, điều kiện quan trọng cho các mối quan hệ chính thức sẽ là một chính phủ chuyển tiếp mang tính toàn diện. Hai tuần sau khi giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul, Taliban vẫn chưa nêu tên chính quyền hoặc là tiết lộ cách họ dự định cai trị. Các điều kiện khác để công nhận Taliban là cho phép những người Afghanistan muốn rời khỏi đất nước đi lại tự do. Không trả đũa những người liên kết với các lực lượng nước ngoài hoặc chính phủ cũ và ngăn chặn Afghanistan trở thành nơi trú ẩn của những kẻ khủng bố. Các nhà máy toàn cầu bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn nguồn cung liên quan tới đại dịch. Hoạt động của các nhà máy toàn cầu đã mất đà trong tháng 8 khi mà các chuỗi cung ứng bị gián đoạn do đại dịch, làm dấy lên sự lo ngại về việc sản xuất ngừng trệ sẽ gây thêm tai họa kinh tế do tiêu thụ sụt giảm nhiều công ty đã báo cáo những rắc rối về hậu cần, tình trạng thiếu sản phẩm và tình trạng khan hiếm lao động khiến cho giá cả tăng cao. Trong khi hoạt động của các nhà máy vẫn diễn ra mạnh mẽ ở khu vực đồng euro, chỉ số nhà quản lý mua hàng sản xuất PMI đã giảm xuống 61,4 trong tháng 8 từ mức 62,8 của tháng 7. Tại Anh, nơi các nhà máy cũng phải đối mặt với tình trạng gián đoạn, sản lượng sản xuất trong tháng 8 đã tăng ở mức thấp nhất trong 6 tháng. Hoa Kỳ có khả năng bị ảnh hưởng tương tự. Nền kinh tế Canada bất ngờ suy thoái trong quý trước và vào tháng 7, bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng và thương mại bán lẻ. Úc cũng báo cáo tăng trưởng chậm hơn trong quý thứ hai. Trong khi đó, ở Đông Nam Á là trung tâm sản xuất chi phí thấp của nhiều công ty toàn cầu cũng bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề hoạt động của các nhà máy ở Việt Nam, Indonesia và Malaysia bị thu hẹp vì dịch bùng phát. Trong một dấu hiệu đáng lo ngại đối với nền kinh tế toàn cầu, các hoạt động của các nhà máy tại Trung Quốc vào tháng 8 cũng giảm lần đầu tiên trong gần một năm do nguồn cung bị tắc nghẽn và giá nguyên liệu thô cao gây áp lực lên sản lượng. Đối với các nước chuyên xuất khẩu như là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan cũng chứng kiến hoạt động sản xuất mở rộng với tốc độ chậm hơn trong tháng 8 do tình trạng thiếu chip bán dẫn và nhà máy trong khu vực ngưng hoạt động. Từng được coi là động lực thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, các nền kinh tế mới nổi của châu Á đang tuột hậu so với các nền kinh tế tiên tiến sau cơn đại dịch do sự chậm trễ trong việc triển khai vaccine và sự gia tăng đột biến trong các ca bệnh do biến thể Delta gây ra làm ảnh hưởng đến tiêu dùng và sản xuất của nhà máy. các cú sốc tàn phá của cơn bão Ida với một triệu ngôi nhà và doanh nghiệp không có điện. Thiệt hại do bão Ida gây ra đã làm kinh ngạc các quan chức vào thứ Tư, ba ngày sau khi cơn bão mạnh tấn công miền Nam Louisiana, khi các chuyến bay trinh sát cho thấy toàn bộ cộng đồng bị tàn phá bởi gió và lũ lụt. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tự mình đi khảo sát thiệt hại vào thứ Sáu này, Thống đốc bang Louisiana là ông John Bell Edwards đã đưa ra lời kêu gọi cung cấp khẩn cấp để hỗ trợ một triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh không có điện, cũng như 600.000 người không có nước. Số người chết đã tăng lên 6 người vào thứ Tư sau cái chết được xác nhận của hai công nhân điện ở Alabama vào lúc đó đang sửa chữa lưới điện, theo một giám đốc điều hành của nhà cung cấp dịch vụ tiện ích cho biết hàng ngàn người khác rơi vào cảnh khốn cùng, với vô số ngôi nhà bị phá hủy và các thị trấn bị ngập lụt, gợi lại ký ức về cơn bão Katrina mà đã khiến khoảng 1.800 người thiệt mạng và gần như phá hủy New Orleans vào 16 năm trước. Những người chạy trốn khỏi bão Ida trước khi cơn bão này tàn phá miền nam Louisiana được khuyến cáo khoan trở về nhà Tình trạng mất điện xảy ra khắp khu vực và các quan chức đang chật vật để cung cấp nước và các nhu yếu phẩm khác trong khi cảnh báo nhiệt có hiệu lực. Ba ngày sau khi cơn bão cấp 4 đổ bộ vào bờ, khoảng 1 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh vẫn không có điện ở Louisiana và Mississippi. Mặc dù điện đã được khôi phục cho một số khách hàng ở phía đông của New Orleans vào sáng thứ Tư, có thể mất vài tuần để có điện trở lại ở một số khu vực nơi các tháp truyền dẫn đã vỡ vụn thành kim loại. Mặc dù đã suy yếu, tàn tích của Ida đã kết hợp với một số điều kiện khác vào thứ tư, mang lại những trận mưa lớn trên một vùng rộng lớn ở Đông Bắc, từ phía Bắc Virginia và phía Tây Pennsylvania đến Nam New England. Khi hệ thống mưa bão này di chuyển về phía Đông, lũ quét trên diện rộng đã được dự báo với lượng mưa từ 3 đến 8 inch, tức là 8 đến 20 cm, trước khi cơn bão di chuyển vào Đại Tây Dương vào sáng thứ Năm. Và sau đây là một số cập nhật tình hình Covid-19 trên thế giới. Nhiều học sinh ở Ấn Độ bước vào lớp học lần đầu tiên sau gần 18 tháng vào thứ tư, khi các nhà chức trách bật đèn xanh cho việc mở cửa lại một phần các trường học, bất chấp sự e ngại của một số phụ huynh và các dấu hiệu cho thấy số ca bệnh đang tăng lên một lần nữa. Các trường học và cao đẳng ở ít nhất 6 bang đang dần dần mở cửa trở lại với các biện pháp y tế được áp dụng trong suốt tháng 9. Ở New Delhi, tất cả nhân viên phải được tiêm phòng và sĩ số lớp học sẽ được giới hạn ở mức 50%, với chỗ ngồi, so la và bàn làm việc được khử trùng. Giáo dục trực tuyến vẫn là một đặc quyền ở Ấn Độ, nơi chỉ 1 trên bốn trẻ em có quyền truy cập Internet và các thiết bị kỹ thuật số, theo UNICEF. Lớp học trực tuyến đã làm sâu sắc thêm những bất bình đẳng hiện có, phân biệt người giàu và người nghèo. Tính đến thứ tư thì thế giới đã có hơn 217,7 triệu ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới. Số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là hơn 4,5 triệu người. Tại châu Á, Thái Bình Dương, Moderna cho biết đối tác phân phối Nhật Bản là Takeda Pharmaceutical đã lên kế hoạch thu hồi ba lô vaccine COVID-19 bị đình chỉ khi Nhật Bản báo cáo trường hợp ô nhiễm thứ tư trong vòng chưa đầy một tuần. Bộ Y tế nước này cho biết các chất gây ô nhiễm được tìm thấy là các hạt thép không rỉ và cho rằng chúng sẽ không gây nguy hiểm cho sức khỏe. Ở châu Phi, các ca nhiễm COVID-19 hàng ngày ở Ai Cập đã tăng đều trong những tuần gần đây khi các biện pháp phòng ngừa được nới lỏng và biến thể đào tà lây lan. Bộ Y tế báo cáo cuối ngày thứ ba có 279 ca bệnh trong 24 giờ và 9 ca tử vong, so với 194 ca bệnh và 7 ca tử vong cùng ngày tuần trước. Biến thể Delta lần đầu tiên được phát hiện ở Ai Cập vào tháng 7. Các ca bệnh được báo cáo hàng ngày đã tăng lên khi chính quyền nới lỏng các hạn chế, cho phép các buổi hòa nhạc và các sự kiện lớn diễn ra. Rất ít người tham gia đeo khẩu trang hoặc duy trì khoảng cách với những người khác. Tại châu Âu, Tổ chức Y tế Thế giới đã khánh thành một trung tâm mới ở Berlin nhằm mục đích giúp chuẩn bị ngăn chặn các đại dịch trong tương lai Mục tiêu là thúc đẩy việc thu thập, chia sẻ thông tin và phân tích dữ liệu hiệu quả hơn, dẫn đến việc ra quyết định tốt hơn và chặt chẽ hơn. Chính phủ Ý thì tuyên bố sẽ trấn áp những người biểu tình đe dọa chặn đường ray xa lửa khi quy tắc yêu cầu xét nghiệm COVID-19 hoặc tiêm chủng có hiệu lực đối với các chuyến du lịch đường dài trong nước. Trong khi đó, thì ở Pháp, các nhân viên y tế bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 tăng cường cho những người trên 65 tuổi và những người có bệnh mãn tính để tăng cường khả năng bảo vệ. Mọi người có thể tiêm phòng với điều kiện thời gian tối thiểu là 6 tháng đã trôi qua kể từ khi họ được tiêm hai mũi vaccine Pfizer hoặc Moderna. Những người mà đã tiêm một liều Johnson Johnson có thể tiêm mũi thứ ba là Pfizer hoặc Moderna ít nhất 4 tuần sau khi họ được chủng ngừa lần đầu. Vương quốc Anh thì sẽ tiêm mũi vaccine thứ ba cho những người bị ức chế miễn dịch nghiêm trọng Tại Trung Đông, các cơ quan y tế Palestine đang triển khai đợt tiêm chủng cho học sinh ở giải Gaza trong độ tuổi từ 16 đến 18, khi vùng lãnh thổ này đối mặt với làn sóng nhiễm coronavirus lần thứ ba. Các quan chức Palestine ở bờ Tây đã bắt đầu chiến dịch tương tự vào hôm thứ Ba. Tại châu Mỹ, Brazil đã ghi nhận 24.589 ca bệnh mới trong 24 giờ qua, cùng với 839 ca tử vong bệnh viện lớn nhất trên đảo lớn Hawaii, Big Island, đang hoạt động với khoảng 120% công suất do số ca COVID-19 tăng đột biến. Trung tâm y tế Hilo có 38 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó có 10 người trong phòng chăm sóc đặc biệt. Việt Nam nhận thêm 2,3 triệu liều vaccine gồm AstraZeneca và Pfizer. Vào sáng thứ tư tại Việt Nam, lô hàng vaccine AstraZeneca thứ ba gồm 576.000 liều đã đáp tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Hai lô hàng AstraZeneca trước đó với lần lượt là 92.160 liều và 1.348.000 liều đã đến Việt Nam vào hôm thứ hai. Như vậy, trong tuần đầu tiên của tháng 9 năm 2021, công ty cổ phần vaccine Việt Nam VNVC đã đưa về thêm 3 lô vaccine COVID-19 gồm 2 triệu 16.460 liều. Đây là lần giao vaccine COVID-19 với số lượng lớn nhất từ trước đến giờ. Các lô hàng đã được chuyển vào kho lạnh của VNVC để kiểm tra chất lượng trước khi bàn giao cho Bộ Y tế phân phối. Đây là một phần trong hợp đồng đặt mua lịch sử với 30 triệu liều vaccine COVID-19 của Việt Nam với AstraZeneca thông qua VNVC kể từ tháng 2 năm 2021. Cho đến nay, thì VNVC đã tiếp nhận hơn 10,1 triệu liều vaccine COVID-19, tương đương với 34% lượng mua trong hợp đồng đặt mua. Bên cạnh đó, thì cơ quan hải quan hôm thứ Tư cũng cho biết trong ngày có thêm 300.000 liều vaccine Pfizer đã có mặt tại Hà Nội và thành phố Sài Gòn bằng máy bay chở hàng của DHL Express. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã nhận được khoảng 29,5 triệu liều vaccine COVID-19, chủ yếu là vaccine của AstraZeneca, hiện chiếm khoảng 62% nguồn cung vaccine COVID-19 trên cả nước. Sau đây chúng tôi xin cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Tính từ 17 giờ ngày 31 tháng 8 đến 17 giờ ngày 1 tháng 9 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận có 11.434 ca nhiễm mới, trong đó có 5 ca nhập cảnh và 11.429 ca ghi nhận ở trong nước, trong đó có 6.759 ca là trong cộng đồng. Các ca nhiễm mới ghi nhận trong nước chủ yếu là tại Sài Gòn có 5.368 ca, Bình Dương 3.440 ca, Đồng Nai 759 ca, ở Long An có 594 ca, Tiền Giang có 194 ca, Khánh Hòa 112 ca, Kiên Giang 106 ca và Quảng Bình có 103 ca. Kể từ đầu dịch tới nay, Việt Nam có 473.530 ca nhiễm, đứng thứ 56 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 4.817 ca nhiễm. Về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 9.862 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 248.722 ca. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.334 ca. Về số bệnh nhân tử vong, trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận trong ngày 31 tháng 8 là 433 ca tử vong và trong ngày 1 tháng 9 là 364 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính tới hết ngày 1 tháng 9 là 11.868 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Trên thế giới thì tỷ lệ là 2,1%. Tính đến hết ngày 1 tháng 9, trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 ghi nhận cả nước có 20.249.097 người dân đã được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19, trong đó có gần 17,5 triệu người dân đã được tiêm một mũi và 2,7 triệu người đã được tiêm hai mũi. Về hoạt động y tế nổi bật trong ngày, Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương ra soát người đã tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 và lập kế hoạch tiêm mũi 2 cho người đã được tiêm mũi 1 đủ thời gian. Ngoài ra, Bộ Y tế còn tổ chức xây dựng hướng dẫn để thành phố Sài Gòn và các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trở lại trạng thái bình thường mới. Cập nhật về đồng đô la Canada, giá giàu, giá vàng và tỷ giá hối đoái. Hôm nay một đồng Canada bằng 0,7932 Mỹ Kim và bằng 0,6697 euro. 1 Canada bằng 18.065.332 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 68 đồng 21 cent Mỹ kỳ một thùng và giá dầu Brent là 71 đồng 59 cent Mỹ kỳ một thùng. Giá vàng giao ngay ở mức 1814.08 Mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada ngày 2 tháng 9 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những video tiếp theo culture channel không những có các video tin tức được cập nhật hàng ngày mà còn có các video về văn hóa du lịch ẩm thực sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần mời quý vị đón theo dõi culture xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt chính phủ ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo bút vaccine hoặc gọi số điện thoại 1888 999 6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.